Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm sau tháng 6, không quân Ukraine xác nhận lực lượng này đã bắn hạ toàn bộ 35 tên lửa được Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu tại nước này vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, 35 tên lửa hành trình KH-101 được phóng đi từ 6 máy bay ném bom chiến lược tàu U-95MS trên không phận biển Caspi đã bị phòng không Ukraine ngăn chặn. Không quân Ukraine cáo buộc phần lớn các tên lửa này được phóng vào các khu vực thủ đô Kiev. Vụ tập kích này được tiến hành từ 0 giờ 30 tới 4 giờ sáng ngày 6 tháng 6. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu một trực thăng tấn công hiện đại Ka-52 của quân đội Nga. Thông cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết: "Các binh sĩ của chúng ta đã bắn rơi một trực thăng Ka-52 của đối phương vào hôm qua tại mặt trận Sakhtar." Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trực thăng Ka-52 cá sấu được coi là một trong những máy bay hiện đại nhất của lực lượng vũ trang Nga. Đây là mẫu máy bay chiến đấu mới và được bắt đầu sản xuất từ năm 2008. Về vũ khí, Ka-52 cá sấu được trang bị hệ thống hỏa lực dẫn đường bằng laser, hệ thống tên lửa chống tăng, bom cũng nhiều loại vũ khí khác. Nhiệm vụ chính của trực thăng này là yểm trợ bộ binh và tấn công các phương tiện chiến đấu, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và khí tài mặt đất của đối phương. Trước đó, vào cuối tháng 10 năm 2022, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định ít nhất 23 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị bắn hạ tại Ukraine. Số lượng trực thăng này chiếm hơn 25% phi đội Ka-52 mà Moscow đang sở hữu. Theo các báo cáo trước đó, quân đội Nga hiện có khoảng 90 trực thăng Ka-52 trong biên chế. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các tên lửa phòng không vác vai mà phương Tây viện trợ ồ ạt cho Ukraine trong thời gian đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bên cạnh đó, việc máy bay chiến đấu của Nga không cung cấp đủ sự bảo vệ tầm cao cần thiết cho các trực thăng hoạt động tại độ cao thấp hơn cũng dẫn đến thiệt hại cho quân đội Nga. Người Nga không duy trì được ưu thế áp đảo trên không để yểm trợ cho các lực lượng tác chiến ở độ cao thấp hơn, giới chức tình báo quốc phòng Anh nhận định. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 5 tháng 6, Ukraine tiếp tục đưa lượng lớn binh sĩ cùng khí tài thuộc các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 tấn công tuyến phòng thủ của Nga theo hướng Nam Donetsk nhưng thất bại. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Các đơn vị tấn công của Ukraine đã hứng tổn thất nặng nề. Tổng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở phía Nam Donetsk lên tới hơn 1.500 người. Ngoài ra, họ còn mất 28 xe tăng, trong đó có 8 chiếc Leopard do Đức sản xuất, 3 xe chiến đấu AMX-10 của Pháp và 109 xe chiến đấu bọc thép." Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng quân đội Nga đã sử dụng pháo binh, tên lửa và không quân chiến thuật để tập kích các mục tiêu của Ukraine. Ông Konashenkov cho hay, kết quả là cuộc phản công của đối phương bị chặn đứng và không đạt được các mục tiêu họ đề ra. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine trên 5 mặt trận tại Donetsk với sự tham gia của 6 tiểu đoàn cơ giới, 2 tiểu đoàn tăng. Mục tiêu của đối phương là chọc thủng phòng tuyến ở khu vực dễ bị tổn thương nhất, theo quan điểm của họ. Đối phương không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể thành công. Họ mất khoảng 300 lính, 16 xe tăng, 26 xe chiến đấu bộ binh và 14 phương tiện cơ giới, thông cáo nói. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga: "Chúng tôi không có thông tin nào như vậy và sẽ không bình luận về tin tức giả dưới mọi hình thức", một phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cũng nhấn mạnh cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Kiev thắng lợi hoàn toàn. Vài tháng trở lại đây, Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng phản công để giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Nhưng đến nay, thông tin Kiev đưa ra vẫn hỗn loạn. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kubela hôm 5 tháng 6 khẳng định quân đội nước này đã có đủ vũ khí để bắt đầu cuộc phản công. Song, không nói rõ liệu chiến dịch này đã bắt đầu hay chưa. Ông cũng tin tưởng chiến dịch phản công sẽ thành công và mở đường cho Ukraine gia nhập NATO. Mặt khác, ông Kubela nhấn mạnh Ukraine vẫn cần thêm vũ khí viện trợ từ các đồng minh để duy trì nỗ lực phản công. Để bắt đầu phản công, cần có đủ vũ khí. Nhưng để duy trì, chúng tôi cần nguồn cung ổn định, nhà ngoại giao Ukraine cho hay.
Ông tự tin các đối tác của Kiev sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho đến khi Ukraine đạt được các mục tiêu, nhưng cũng thừa nhận sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề năng lực sản xuất. Các đối tác cần tăng cường năng lực sản xuất vũ khí, không phải chỉ cho Ukraine mà cho chính họ. Họ đang làm điều này, nhưng theo tôi, họ cần nỗ lực hơn nữa, Ngoại trưởng Kubera nói. Ông Vladimir Rogov, quan chức của chính quyền khu vực Zaporizhia thuộc miền nam Ukraine do Nga bổ nhiệm ngày 5 tháng 6 nói rằng các lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào binh sĩ Nga trong ngày thứ hai liên tiếp. Ông Rogov nói thêm rằng cuộc tấn công mới bắt đầu gần làng Vemevka trong tỉnh Donetsk thuộc Donbass vào sáng ngày 5 tháng 6. Ông Rogov cho biết giao tranh tiếp tục ở biên giới tỉnh Zaporizhia với tỉnh Donetsk sau khi lực lượng phòng thủ của Nga ngăn cản bước tiến của Ukraine vào ngày hôm trước. Theo đánh giá của ông Rogov, cuộc tấn công mới được tổ chức tốt hơn và có sự tham gia của nhiều binh sĩ Ukraine hơn so với cuộc tấn công ngày 4 tháng 6. Ông Rogov giải thích các hoạt động quân sự của Ukraine là một phần trong nỗ lực tiếp cận bờ biển Azov và cắt đứt hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea và Moscow đơn phương sáp nhập vào năm 2014. Bình luận của ông Rogov được đưa ra sau khi Moscow thông báo lực lượng của họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công lớn của Ukraine ở tỉnh Donetsk gần tỉnh Zaporizhia, phản ứng trước những tuyên bố của Nga cho rằng họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, và một quan chức Mỹ nói với AP: "Chúng tôi tin rằng không có bất kỳ hành động nào của Nga gây ảnh hưởng xấu đối với các hoạt động đang diễn ra hoặc đang chờ xử lý của Ukraine." Về phía quân đội Ukraine, họ cho biết không có thông tin về một cuộc tấn công lớn nêu trên. Người phát ngôn của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nói: "Chúng tôi không có thông tin nào như thế và chúng tôi không bình luận về bất kỳ tin tức giả mạo nào." Nhiều người quen thuộc với tình báo Mỹ nói với CNN rằng Ukraine đã xây dựng một mạng lưới đặc vụ và cảm tình viên bên trong nước Nga để thực hiện các hành động phá hoại và bắt đầu cung cấp cho họ máy bay không người lái UAV để tấn công một số mục tiêu trên đất Nga. Giới chức Mỹ tin rằng các đặc vụ thân Ukraine hoạt động bên trong nước Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin vào đầu tháng 5 bằng cách phóng UAV từ trên đất Nga thay vì điều khiển chúng từ Ukraine đến Moscow. Không rõ liệu các cuộc tấn công bằng UAV khác trong những ngày gần đây bao gồm một cuộc tấn công vào khu dân cư gần Moscow và một vụ nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga cũng được phát động tương tự từ bên trong nước Nga hay không, nhưng giới chức Mỹ tin rằng Ukraine đã phát triển một nhóm phá hoại bên trong nước Nga, được tạo thành từ sự kết hợp giữa những người ủng hộ Ukraine và các đặc vụ được đào tạo bài bản về loại chiến tranh này. Ukraine được cho là đã cung cấp cho họ UAV do Ukraine sản xuất, và hai quan chức Mỹ nói với CNN rằng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ cuộc không kích nào được thực hiện bằng UAV do Mỹ cung cấp. Các quan chức không thể giải thích Ukraine đã làm cách nào để đưa UAV vào sâu bên trong đất Nga, nhưng hai trong số các nguồn tin nói với CNN rằng họ đã thiết lập các tuyến đường buôn lậu có thể sử dụng để gửi UAV hoặc các bộ phận của UAV vào Nga. Một quan chức tình báo châu Âu lưu ý rằng biên giới Nga-Ukraine rộng lớn và rất khó kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn lậu. Các nguồn tin nói với CNN rằng không rõ ai đang kiểm soát những UAV này. Dù các quan chức Mỹ tin rằng các phần tử trong cộng đồng tình báo Ukraine có liên quan, hai trong số các nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra các thông số chung cho những gì cơ quan tình báo và an ninh của ông được phép thực hiện, nhưng không phải mọi hoạt động đều cần sự đồng ý của ông. Khi được yêu cầu bình luận thì người phát ngôn của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine gợi ý với CNN rằng các vụ nổ bí ẩn và tấn công bằng UAV trong nước Nga sẽ tiếp tục. Ông nói, chúng tôi sẽ bình luận về các trường hợp bông chỉ sau chiến thắng của chúng tôi. Dẫn lời người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, Vasyl Maliuk, người phát ngôn nói thêm rằng bất kể thế nào, bông đã cháy, đang cháy và sẽ tiếp tục cháy. Bông là một từ lóng mà người Ukraine dùng để chỉ các vụ nổ, thường là ở Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine. Tiếng Nga thì có nghĩa là tiếng nổ, rất giống với từ tiếng Ukraine có nghĩa là bông.